Vật tư nông nghiệp Thùy Nhung xin kính chào các anh các chị cùng toàn thể các bạn. Cười này thôi, tuét tuét này thôi nhưng mà đang buồn trong lòng đấy các anh các chị ạ. Có mấy đơn hàng bị bom luôn ấy. Mà cũng không... Thực ra là không gọi điện được cho khách hàng. Thì không biết là lý do là như thế nào nhưng mà ship thì đã báo là gọi gần chục ngày nay rồi thì không được nhá. Và có một cái đơn hàng ở An Giang. À, Bến Tre trước đi. Có cái đơn hàng ở Bến Tre là hai đơn nhá các anh các chị nhá. Một cái đơn là 40 cái T38. Em sẽ cho các anh các chị xem. 40 cái T38, cái hàng loại đẹp nhất ấy. Hàng này này. 40 cái T38 hàng loại dày này này, vành dày này. Hiện tại cái đơn 40 chậu này, 40 chậu T38 này đang ở xã Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre nhá. Và cái đơn này thì là đặt số lượng gồm có hai đơn ạ. Một đơn là 40 cái chậu này T38 này. Và một cái đơn là 10 chậu 48 và 10 chậu 38 cũng như thế này luôn. Hai đơn liền nhá các anh các chị nhá. Và cùng gửi cho một người nhưng mà hiện tại là đã không liên lạc được với cô 10 ngày nay rồi thì không biết là cô bận hay cô để máy ở đâu mà không gọi được ấy ạ. Thì cái đơn này thì là 40 cái này thì là 640.000 nhá. 640.000 này thì là em bao ship rồi nhá mọi người nhá. Thì cái này nó là lọt lòng 30 này. Cái này là lọt lòng 30 này. Hồ bì là 36 và cái chiều cao nó là 19 nhá. Thì ai mà lấy hộ em ấy thì là giá còn là 600.000 nhá. Đây là cái hàng loại dày đẹp đấy ạ. Là còn 600.000 nhá, em bao ship cho mọi người ạ. Tiếp đến đơn hàng 10 chậu 48 và 10 chậu 38 thì có giá là 390.000 đồng. Thì còn là 360.000 nhá. Ai lấy giúp em ạ? Ai lấy giúp em thì là cái đơn này em cũng bao ship rồi mọi người nhá. Nó cũng không đáng là bao nhiêu thì mọi người ai ở gần thì tiện thì lấy giúp em ạ. Thì có thể gọi điện cho em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882513 nhé. Sau đây thì em sẽ đi đo chi tiết để mọi người nắm bắt được cái thông số của chậu để mọi người có thể gỡ bom giúp em nhé. Đầu tiên là cái chậu T48 nhé các anh các chị nhé. Phúc Lộc Thọ 48. Thì em cũng không nhớ là hôm đấy là gửi Phúc Lộc Thọ hay là Trống Đồng nhưng mà chỉ có nhớ là cái cỡ 48 này thôi. Thì có cái lọt lòng, có cái khổ bì là 45 này. 5. Lọt lòng là 39 này. Và cái chiều cao là 23 nhé. Cái chiều cao là 23 này. Và tiếp đến là cái mẫu chậu 36 này. Lọt lòng 30 nhé. Và cái chiều cao là 19 ạ. Đây. Đây có hai cái mẫu như này. Ai gỡ hai cái đơn hàng này giúp em thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại có kèm Zalo là 0915 882513 nhé. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi video ạ và luôn ủng hộ em Nhung. Ôi buồn quá, buồn quá, buồn quá. Em đi ngắm hoa đây. Đấy, hàng bị bom nhiều chét qua em ra vườn hoa hồng ngắm hoa các anh các chị ơi. Em chia sẻ hình ảnh cho mọi người xem này, cây Sapa của em nhé. Em vẫn rất là yêu hoa hồng nhưng mà đợt này là em không làm cỏ được. Cỏ là còn nhiều hơn cả hoa luôn ấy. Cứ thỉnh thoảng lại phạt thôi. Vẫn có một vườn hoa hồng để ngắm. Những cái lúc rảnh rỗi thì ra ngắm hoa, chăm hoa một chút là sẽ có vườn hoa đẹp ngay thôi mà. Chăm hoa hồng thì cũng dễ thôi. Video gỡ bom nhưng mà mọi người đừng quên nhấn like nhé. Chia sẻ video để mọi người ai cần thì có thể gỡ bom giúp Nhung. Thì cái đơn hàng nó đỡ phải quay đầu
nhưng tốn rất là nhiều tiền phí ship với lại tiền hoàn nữa, thông ra là nó sẽ thành rất là nhiều tiền nhé, tổn thất nó cũng mỗi đơn hàng rất là nhiều tiền luôn ấy. Xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều.